với là chú ráp hai cái Mona. Hai cái Mona đây này, đang chú làm hồi năm mấy? Cái này là 2015 mới làm cái này. Chú ơi, cả đời đi hát của cháu đó, có thể nói là cháu đã hát với rất là nhiều cây đàn, nhiều loại đàn khác nhau. Nhưng mà lần đầu tiên cháu thấy nguyên một cái bộ đàn của mình á, của đất nước mình á, ở đây bằng dừa do chú làm. Cháu phải nói rằng cháu xúc động tận đáy lòng cháu. Và cháu không biết là chú có đờn cho cháu ca được không vậy? Được. Nhưng chưa trông